Sau một hồi di chuyển thì Lương đã lên đến gần đến cổng tam quan của chùa Tam Trúc. Và khi đến đây thì Lương đã nhìn thấy một cái về cái hội chợ văn hóa phẩm vật Phật giáo. Tất cả các gian hàng đang được xây dựng nên là Lương ngày mai sẽ quay và review cho toàn thể quý vị các bạn cùng nhìn thấy. Đấy. Và bây giờ Lương sẽ mời toàn thể quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng vào bên trong cái hội chợ này đi thăm một loạt các gian hàng trong ngày một chút. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Lương đang có mặt tại gian hàng ẩm thực chay Tân An Lạc. Đấy. Và ở đây thì cũng sẽ cung cấp về những cái thực phẩm hoàn toàn cho những ai ăn chay. Đấy. Và trong những ngày đại lễ mà chúng ta ăn chay, chúng ta có thể vào gian hàng ở trong khu ẩm thực này. Đấy, ở phía cuối. Đấy. Và một cái suất bún chay bình thường ở đây thì chúng ta sẽ ăn với giá là 15.000. Đấy, thì chúng ta sẽ, những ai mà đi tham gia đại lễ thì chúng ta sẽ về đây, chúng ta ngồi, chúng ta thưởng thức ở đây. Đó, ở đây chúng ta nhìn, đây là gian hàng chay nhá, Tâm An Lạc. Nhân dịp đại lễ Vê Sát 2019 thì nhà hàng chay Tâm An Lạc của chúng mình có một vinh dự tham gia các gian hàng tại đại lễ. Đại lễ Vê Sát 2019 được tổ chức tại chùa Tam Trúc. Tại đại lễ Vê Sát 2019 thì nhà hàng chay Tâm An Lạc của chúng tôi có hai gian, một gian ẩm thực và phục vụ các cái đồ chay mang phong cách Hà Nội xưa. Các bạn sẽ có thể thưởng thức được toàn bộ những cái ẩm thực Hà Nội xưa thông qua các món phần chay không sử dụng vị tân. Ngoài ra, ngoài cạnh gian ẩm thực thì chúng tôi có một gian cung cấp những sản phẩm của các cái đối tác chiến lược như là hạt điều 3H, đồ chay Trúc Hạnh và các cái sản phẩm thực dưỡng khác. Rất mong quý vị có thời gian để ghé thăm gian hàng Tâm An Lạc để có thể cảm nhận được những cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Mong muốn tâm nguyện của chấp Tâm An Lạc chúng tôi khi tham gia đại lễ Vê Sát 2019 là chúng tôi mong muốn truyền tải nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế cũng như là nhân dân cả nước. Vâng, và xin hẹn chào các bạn. Đây là hình ảnh các chị đang chuẩn bị những cái suất cơm chay phục vụ cho du khách Phật tử thập phương.